Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 rồi các bạn. Thì nay là ngày thứ năm 13 tháng 4 năm 2023. Cũng như lời đầu tiên thì em mời quý vị khán giả một miếng cà phê nha. Đây xin mời nha, cà phê đen. Các bạn biết đó, uống cà phê đen nó tốt hơn là cà phê sữa. Lâu lâu uống là cà phê sữa cho nó đỡ ghiền, nó có cái mùi vị thôi. Chứ uống cà phê đen này nó tốt cho sức khỏe hơn này các bạn. Đã quá. Thì hôm nay là ngày thứ năm rồi, là tuần này là tuần spring break đó các bạn, chỉ còn có một hai bữa. Ngày mai là thứ sáu rồi, coi như là hết một tuần spring break là học sinh bắt đầu đi học lại. Thì bên khu học của Golden Road thì người ta đã đi học tuần này rồi. Mỗi khu nó chia ra từng tuần mà nghỉ cho các bạn, chứ không phải là nghỉ một lượt. Thì ngày hôm qua là em đi Universal Studio với lại mấy đứa nhỏ, cũng như có anh Kim Tử Long và con trai của anh Kim Tử Long đi nữa. Thì nói chung là đi cũng mệt lắm các bạn. Đi mà hôm qua em tưởng nó đi ngày thường, mà nó vắng cho ai nhỉ, nó đông tàn canh luôn, chịu không nổi. Và hôm nay thì có một cái thông tin rất là đặc biệt em muốn chia sẻ cho các bạn biết. Thì các bạn cũng biết rồi, trong cái vụ mà các bạn cũng nghe qua, cái trong cái vụ mà của ca sĩ nghệ sĩ Ngọc Lan gì đó, về cái bảo hiểm 700 triệu một năm, phải không? Thì 10 năm chỉ đóng cho 10 năm thì coi như là 7 tỷ. Thì coi như là bị mất trọn hết 10 năm, nhưng mà không biết có đóng đủ 10 năm chưa, hay là đóng 1-2 năm nay, không biết. Cái đó em không biết, em không có nghe rõ cái câu chuyện đó. Nhưng nói chung thì khi mình mua bảo hiểm thì mình phải cẩn thận trong cái hợp đồng của mình. Mình phải đọc cho kỹ. Nhất là có những cái chữ nhỏ 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 nó khôn lắm các bạn. Những cái chữ nhỏ nhỏ ở dưới đó nó khôn lắm. Chẳng hạn như mình mua bảo hiểm này, cái mình lỡ mình có cái gì đó mà mình không khai báo hay gì đó thì họ không có đền đâu các bạn. Nó, khi mà bảo hiểm bắt đầu họ mình mà có chuyện gì đó bảo hiểm mà bắt đầu mà họ đền cho mình đó, thì họ kiếm những cái cớ để mà né những cái mà coi mình có vi phạm trong cái hợp đồng hay không, để cho họ khỏi đền đó các bạn. Cho nên mình phải cẩn thận trong những cái hợp đồng mà mình ký với bảo hiểm nhân thọ. Thì không phải bảo hiểm nhân thọ nào cũng xấu hết, cũng có một số nhỏ thôi nha, nó họ cũng đền. Thì đó, cho nên ngày hôm qua cũng có anh nghệ sĩ Kim Tiểu Long chứ không phải Kim Tử Long chứ không phải Kim Tiểu Long nha các bạn. Cứ đi với anh Kim Tiểu Long, riết rồi cái Kim Tiểu Long. Thì có anh Kim Tử Long, Kim Tử Long là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đó, Kim Tử Long đó các bạn. Thì hôm qua cũng đã có nói về cái sự việc. Ngoài cái sự việc của cô Ngọc Lan này ra thì anh Kim Tử Long cũng đã bị gạt 100 triệu, bị mất 100 triệu. Thì em chưa có nghe rõ lý do tại sao mất 100 triệu. Nhưng sau đây có một cái phần mà anh Kim Tử Long đã chia sẻ. Thì khi mà mình có cái gì đó, mình thấy sai cái gì đó, bây giờ mình cứ lên mạng mình nói các bạn. Tất cả người nào cũng vậy. Có một số người mà khán giả của em đó cũng có nói với em là họ cũng đã bị bảo hiểm gạt. Bảo hiểm gạt đó các bạn. Thì họ gạt. Lúc mà mình chưa ký hợp đồng với họ đó thì họ nói ngọt, họ nói hay lắm. Nhưng khi mà mình ký rồi đó thì sẽ chết. Coi chừng cái hợp đồng đó nha bạn. Thì cũng có một số người em quen biết, hình như là cũng em nghe thoáng. Cũng mấy người rồi đã bị bảo hiểm gạt về cái vụ. Thực ra đấy, bảo hiểm nhiều khi họ không có gạt, nhưng mà cái người bán của mình đó họ nói thêm. Mình phải làm cái gì đó, mình phải coi kỹ cái hợp đồng của bảo hiểm. Nhiều khi họ nói những cái phần mà không có đúng trong cái hợp đồng, họ nói thêm này nọ. Tại vì khi mà họ bán bảo hiểm á, họ bán cho đại diện cho rất nhiều công ty để bán, chứ đâu phải bán một công ty đâu các bạn. Mình có quyền lựa chọn công ty này công ty nọ, phải không? Cho nên mình phải cẩn thận về những cái sự việc mà cái hợp đồng của mình. Nhưng mà một cái hợp đồng nó dài như vậy đó, nhiều khi mình đọc mình không hiểu nữa, chưa chắc gì mình hiểu nữa, thì làm sao mà mình biết được hết. Cho nên coi như là cũng đi câu cá ngoài chợ đó các bạn. Câu cá ngoài sông, ngoài giếng, ngoài sông, ngoài rạch gì đó các bạn. Coi như câu cá gì đi. Cá ăn thì mình có đồ ăn mình ăn, còn cá nó không ăn coi như mình mất con mồi. Thấy không? Đi câu cá là vậy đó. Cá mà dính câu á thì mình được cá mình ăn, còn mình không dính câu thì cái con mồi mình dùng mình mất. Chẳng hạn như có những người ta đi câu cá
cá chê cái gì đó, câu câu con vịt con á bạn, thả xuống con vịt con cá mà nó đớp con vịt rồi mà cá nó không chăm đến câu á thì coi như mình mất luôn con vịt. Bây giờ bảo hiểm nhân thọ cũng vậy á, giống như đi câu cá vậy đó, mình bảo hiểm mà mình không được đền thì coi như mình mất luôn cái miếng mồi của mình, mất trọn đúng không, vừa mất cái phần con cá mà vừa mất luôn miếng mồi nó mới ghê chứ đúng không. Thì khi mà ai mà có đã bị gạt qua rồi đó, có một chị kể em về cái vụ bảo hiểm mà bị gạt bằng cách nào mà em quên rồi. Hình như là cái hợp đồng đóng 20 năm, 30 năm gì đó mà mình không chết hay là mình đóng tới chết gì đó. Phải coi là cái khi khi mình làm cái gì đó mình phải coi là cái hợp đồng của nó như thế nào. Thì ai mà bị bảo hiểm gạt ở bên Mỹ nè, bảo hiểm gạt qua hay là mình bị gì đó trục trặc gì cái vụ bảo hiểm á, mình hãy nên chia sẻ cho cộng đồng mạng biết. Thì nếu như ai mà bị qua rồi muốn lên kênh của em chia sẻ thì cứ liên lạc em nha. Số điện thoại của em là 657 739 7979, 657 739 7979. Thì ai muốn lên trên kênh của em chia sẻ về cái kinh nghiệm bảo hiểm của mình thì cứ cứ lên chia sẻ thôi. Cứ lên chia sẻ, mình á là người dân, mình tiêu thụ bảo hiểm, mình có quyền lên tiếng nói của mình, các bạn đừng có sợ công ty bảo hiểm họ kiện. Mình là người tiêu thụ mà các bạn, trừ khi mình vu khống họ thôi mình mới sợ bị kiện, còn mình nói lên sự thật. Cái sự mình bị như thế nào đó mình chia sẻ lên sự thật là không bao giờ bị kiện được. Thì nếu như mà mình chia sẻ sự thật á mà mình bị kiện á, tức là họ bịt miệng mình đó các bạn. Giống như làm YouTube cũng vậy, những người nghệ sĩ mà đánh gậy em lúc trước đó cũng muốn bịt miệng em cho nên mới đánh gậy em, các bạn biết không vậy? Em bị như mấy nghệ sĩ đánh gậy đó các bạn biết không? Thì cứ như họ muốn bịt miệng đó mà. Các bạn biết á là mình ở đây cái gì cũng vậy, xứ sở tự do. Mình muốn nói gì cũng được nhưng với điều kiện là phải nói cho đúng. Chứ không phải mình không có bị người ta gạt, mình nói bị người ta gạt, mình không có chết, mình nói người ta chết. Thấy không? Có nhiều người đang dựng cái chết của cái bà gì mà trong vụ của Minh Tú này các bạn, em quên tên bả rồi. Đang dựng lên nhiều lắm. Dựng lên có chết rồi tùm lum, bây giờ đổ thừa qua tới đổ thừa lại. Cho nên các bạn thấy đó, biên kịch, đạo diễn, diễn viên có sẵn hết. Có sẵn hết. Nhưng mà ở Mỹ này có những cái tội mà nói này nói nọ đó coi chừng là bị kiện. Đi đi vu khống người ta là bị kiện đó các bạn, nhất là giả chết nữa, là những người nào đưa thông tin giả chết ra này nọ đó coi chừng cái đó là bị kiện đó, cẩn thận cái vụ miệng những cái vụ đó, người trong cuộc người ta kiện luôn cũng được nữa, tại vì mình không có chết mà cứ nói mình trù chết chứ không phải giống như bên Việt Nam mấy cái kênh YouTube bên Việt Nam mà nói ô Quang Lê chết, ngày này nọ chết, nghệ sĩ này nọ chết, bên Việt Nam không kiện chứ ở Mỹ kiện được, những người mà kênh với bên Mỹ này nào mà nói vu khống cho người nào chết rồi đó coi chừng bị kiện đó nha. Thì bây giờ sau đây thì em sẽ có một cái phần của anh Kim Tiểu Long một lần nữa. Ai mà muốn lên kênh em chia sẻ về cái sự bị lừa gạt của mình trong vụ bảo hiểm nhân thọ đó, thì bảo hiểm xe cũng được, tất cả bảo hiểm gì mà mình bị trong lừa gạt cái gì liên quan tới bảo hiểm đó, thì cứ liên lạc em để em chia sẻ kinh nghiệm tới, hoặc là lên kênh của em nói chuyện luôn. Thì số phone của em là 657 739 7979, 657 739 7979. Cái số này cũng là cái số Zelle của quỹ Lộc Lê Mẹ Vắng Nhà, thì có ai yêu thương em thì có thể chuyển chuyển Zelle ủng hộ luôn nha. 657 739 7979. Cảm ơn rất là nhiều. Thì những cái clip kế tiếp anh sẽ nói về cái phần Zelle đó sau. Cái phần quỹ Lộc Lê Mẹ Vắng Nhà sau. Thì bây giờ sẽ có một cái đoạn video mà anh Kim Tử Long đã nói về cái phần bị gạt của mình, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe anh Kim Tử Long, Kim Tử Long chứ Kim Tiểu hoài anh Kim Tử Long này em gặp ở ngoài như cũng được chắc cũng một hai lần em quên em không nhớ, lâu rồi không nhớ rõ các bạn. Lúc này càng già nó càng cái trí nhớ nó càng tệ, nó càng tệ các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau nghe anh Kim Kim Tử Long nói nha các bạn. Chào mọi người. Em đưa cái này lên trên màn hình cho các bạn xem. Cái này là ảnh được đăng lên trên cái TikTok của ảnh nha các bạn. Đây mình nghe Chào mọi nha. người, chào cả nhà mình. Mấy hôm nay Long có xem TikTok cũng như là trên cộng đồng mạng nói về diễn viên Ngọc Lan, về bảo hiểm. Thì thật sự mà nói đó, mình nghe cái câu chuyện về bảo hiểm đó thì mình thấy nó có rất là nhiều cái bức xúc, thật là bức xúc luôn, nói Đó. thật.
rất bức xúc đó nha. Nhưng mà cũng có những cái công ty bảo hiểm làm ăn rất là tốt, rất là đàng hoàng. Mình phải nên lên tiếng những bảo hiểm không tốt. Như Long kể cho mọi người nghe, thì Long có mua một cái bảo hiểm của Prudential cho con Long, là một năm là như là 40 triệu, 4 mấy triệu gì đó, Long không nhớ, cũng lâu rồi. Thì khi mà họ mời mình á, thì trời ơi, họ nói rất rất là, giống như Ngọc Lan nói là họ xem mình như là vua chúa, là đúng rồi, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khi mà ký hợp đồng rồi tính đi. Ngày nào cũng săn đón, ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng năn nỉ để mà mua cái bảo hiểm. Khi nào bán cho đừng bằng đường mất thôi. Sau thời gian thì mình bị cuốn vào cái sự gọi là kêu gọi của họ, năn nỉ. Kiên nhẫn của họ, này, gọi lia lịa luôn mà. Mà nó nghĩ là thôi 40 mấy triệu mình mua một năm cho con mình tốt thôi. Mình và cái công ty bán bảo hiểm cho mình đó, họ chỉ biết bán để mà mình có thể là mình ký được cái hợp đồng đó. Và cái người mà làm việc của mình, họ chỉ biết làm sao để mà hoàn thành nhiệm vụ là họ bán được cái gói bảo hiểm cho mình thôi. Và sau đó là thôi đấy nha. Đó. Năm đóng được một năm, trời ơi, năm đầu tiên dự kiến xong đóng tiền ha. Rồi xong rồi là cuối năm bắt đầu chuẩn bị qua năm thứ hai để mà đóng tiền. Họ săn đón mình, họ nói ngọt ngào đủ thứ chuyện, năn nỉ, rồi đó là kêu gọi để mà đóng bảo hiểm. Rồi mình không kịp đóng nữa đó, là ngày nào cũng gọi rồi đóng. Rồi năm thứ ba cũng vậy. Đi 3 năm, 880 triệu rồi. Năm thứ tư chàng trăm mấy triệu rồi. Năm thứ tư Long nhiều quá, nhiều công việc, Long không có để ý tới cái chuyện đó, chỉ khi nào họ nhắc nhở thì mình mới nhớ thôi. Thì đến năm thứ tư là Long nhiều công việc quá, Long không có để ý tới. Thời gian nó trôi qua, không thấy ai kêu mình đóng bảo hiểm, mà cũng không có nhớ là phải đóng bảo hiểm. Tức là qua 3 năm rồi, không hỏi thăm thơ, không gọi. Năm. Ừ, thăm thơ không đóng. Mới nhớ sự của gần cuối năm mình nó mua. Tức là mình nhớ mình có mua một cái gói bảo hiểm, mà sao không thích. 3 năm đầu có người nhắc mình, mà sao từ năm thứ tư tới giờ sao không ai nhắc mình hết. Phải hết cái hợp đồng rồi. Long mới gọi điện thoại lại cho cái người mà tư vấn và bán cho Long đó. Đồng ý không? Ủa, chị ơi, chị tư vấn cho Long là bán bảo hiểm sao Long thấy năm rồi chứ năm nay không ai nhắc nhở Long, hay là không ai nhắc Long đóng cái gì, bị có việc gì không vậy? Thì cái chị đó nói cho chị nghỉ rồi. Chị không làm bảo hiểm được. Ôi trời, vậy bây giờ làm sao? Ấy, bây giờ Kim Tử Long cứ gọi lên trên bảo hiểm đi, rồi họ sẽ giải quyết cho. Trời đất ơi, Long nghe vậy nó nói, ủa, tại chị có giao lại cái trách nhiệm của chị giao lại cho người khác để thì là cái chiêu là cái này chiêu trò này. Đó, cứ gọi đi. Đến khi Long gọi lên Prodesso thì họ nói rằng hợp đồng của Long đồng quỷ vì 2 năm Long đóng. Long nói ủa trời ơi, cái đó là tại sao Long nhiều việc quá. Thí dụ như mà người ta bên công ty Prodesso thì cái người mà tư vấn cho Long bây giờ chuyển giao cho người khác, thì cái người được nhận cái hồ sơ của Long ít nhất cũng phải gọi lại anh Kim Tử Long ơi, bây giờ tôi là người mới, tôi là anh B, là tôi thay cho chị A để chăm sóc cho anh. Đó là cái chiêu lừa anh gạt của bảo hiểm nha, bạn hãy cẩn thận cái chiêu này. Và tôi sẽ là cái người liên lạc và chăm sóc cho anh để anh đóng tiền. Là cái chiêu mình không đóng là họ quỷ đó, phải cẩn thận vô đó. Mà khi người ta đóng thì trời ơi, nghĩ là ngày nào cũng chào đón. Rồi đến khi mà giao qua một bộ phận khác thì cái bộ phận khác đâu có được ăn gì nữa đâu, bỏ lơ luôn. Và cuối cùng Prodesso trả lời là một cách rất là không có, gọi là không có trách nhiệm, mà không có một cái gì để lo cho mình, là nói anh bị cancel rồi, bị hủy hợp đồng rồi. Đấy là 3 năm trời đó, 100 mấy chục triệu. Mất hơn 120 triệu. Thấy không, bởi vì Long nói á, Long nói đó, đừng bao giờ tin vào những gì mà họ nói ban đầu. Và đừng bao giờ nghĩ rằng nghĩa là tôi mua bảo hiểm sẽ được chăm sóc. Đấy là tốt gì đó, được 1-2 năm đầu thôi. Và sau đó họ lơ để cho mình khỏi đóng. Nhất là mình, họ là những cộng tác viên á,
mình không có đổ thừa cho công ty, tại vì họ nhiều khi họ là ở nước ngoài hoặc là ở đâu, họ chỉ biết nữa là giao lại cho nhân viên thôi, ở Việt Nam và những đại lý thôi, giao lại cho những đại lý cũng như là những cái nhân viên ăn trên cái hợp đồng đó. Thì vậy cho nên ăn là ăn quê hồng quá các họ bạn. Làm đủ bất cứ điều gì để họ có thể bán được cái hợp đồng đó, để họ có lợi nhuận, họ có được cái quê hợp đồng đó. Và cuối cùng khi mà họ đã bán được rồi, họ lấy quê hợp rồi, coi như là họ đưa mình đưa, không có trách, không có trách công ty trên, mà mình trách người bán. Việt Nam mình nhiều khi họ làm có được cái tốt đúng không? Thôi thì sao thấy cái sự việc mà Long bị như vậy đó, nó mất trăm mấy chục triệu rồi, tới nữa trời ơi, bô và chân sai chữ định hàng. Thôi, không có bảo hiểm rồi. Thôi, Long chỉ muốn nói như vậy thôi. Một cái câu chuyện nhỏ về bảo hiểm mà đồng chí Ngọc Lan Long rất là xót. Hay khóc, trời ơi, nó xót quá, bây giờ sao giờ? Mất hết tiền. Thôi thì một lần nữa Long chỉ đây là một cái à, nhỏ của Long thôi, Long có phê phán hay đấy, Long chỉ mong rằng là rút kinh nghiệm nha các bạn, cân nhắc cho thật kỹ để rồi mình không có bị dướng vào như Ngọc Lan, và đọc cho kỹ nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và Ngọc Lan ơi, bạn dạng lên, cố gắng lên, vượt qua khó khăn này em hả. Đó thì các bạn cũng thấy rồi đó, sau cái phần chia sẻ của anh Kim Tử Long thì em mới thấy rằng đó là người bán bảo hiểm họ chơi chiêu. Chơi chiêu. Thì các bạn cũng thấy đó, khi mà mình trước khi mà có được cái điều kiện như là tốt đẹp á, trước khi mình kia làm cái gì tốt đẹp á, họ dụ hay lắm. Nhất là ở những người ở Mỹ này nè các bạn. Họ hay dụ mình đi vào những cái chương trình tốt cho mình. Họ nói ngọt lắm, họ nói mình không có kinh nghiệm không thì họ sẽ rèn luyện cho mình có kinh nghiệm cho giỏi cho để mà kiếm tiền. Những cái công ty đó đó thì họ dụ mình. Tại sao mà thí dụ như bây giờ họ là công ty đàng hoàng đi, tại sao họ phải đi dụ người khác để vào? Tại sao họ phải kiếm người này kiếm người nọ? Họ nói cứ vào công ty tôi đi, tôi sẽ giúp cho bạn kiếm được nhiều tiền, sẽ giúp cho bạn một tuần kiếm được 1.000 đô, 2.000 đô, thậm chí 5.000 đô tùy theo khả năng của bạn. Ủa sao kỳ vậy ta? Mình mở công ty là mình để đi kiếm tiền, chứ đâu phải là mình mở công ty để mình đi giúp kiếm cái người khác để giúp cho họ kiếm tiền, đúng không? Nếu như mình mở công ty mà mình giúp cho người khác kiếm tiền như công ty là gạt, tức là sao? Tức là mình kêu người đó vào trong cái công ty mình để đi, và cái người khi mà vào công ty rồi họ mình dạy cho người đó rằng để đi kiếm người khác để kêu đi nữa. Như vậy là cái này đó là chiêu trò để mà kiếm tiền cho những người mà đang thất bại trong thị trường. Thí dụ như bây giờ em đang thất bại, em đang cực khổ, đang kiếm đi làm hãng có trừ thuế hết, khấu trừ thuế còn 2.000 tháng đi. Chết rồi, bây giờ mình làm sao có 2.000 tháng làm sao mình sống nổi đây. Cái bây giờ tao nghe có người bạn nào đó nói: "Ê, công ty tao nè, hay lắm, mày thấy tao bây giờ lịch sự không? Đi đi máy bay đi first class đàng hoàng nha. Uống uống rượu là Louis Vuitton 13 đàng hoàng nha. Đó, đi xe xịn đàng hoàng nha. Thấy tao sướng chưa? Tại vì tao giàu, tao làm công ty này tao mới sướng như vậy." Anh sướng quá, anh giỏi quá ha. Phải rồi, anh đừng dụ tôi vô. Khi mà nói: "Ê, bây giờ mày muốn được chứng tao không? Ok, giờ sao? Giờ phải không? Giờ muốn được tao không? Ok, ngày mai cho trong phòng tao có một cái hộp Cinnanor gì đó, cái lên đi, không có kinh nghiệm không sao hết, tao sẽ chỉ cho." Cái lên tưởng sao, làm gì, bán bảo hiểm, bán dược thảo, bán thuốc ốm đó. Thôi bây giờ mày cứ vô đi, mua những sản phẩm này tốt nè, cứ vô mua đi, vô join member đi thì sẽ được rẻ hơn, lấy cái này bán lại. Nghe cũng có lý, bán lại, nhưng mà không phải là sao, tưởng sao đâu, không phải mình bán mà mình đi kiếm những cái người khác nữa dụ vào là mình, cái những cái công ty đó họ lấy được tiền gì, là cái tiền mà mình mua sản phẩm của họ, họ dụ vào, thay vì họ đem cái những cái đó họ bán ra cho khách hàng, họ có cái tiệm họ bán cho khách hàng, bây giờ không, bán online, dụ những khách hàng vào để mà mua những sản phẩm để mà dạy cho khách hàng, kêu gọi khách hàng vào trong cái thành viên của mình, cái nhóm của mình để mà mình được kiếm tiền đó. Các bạn hiểu được cái ý thức thôi, thay vì mở cái tiệm đừng chân những sản phẩm đó mình bán, chẳng hạn như rong biển Kim Tử Long đi, lấy về bán, mình bán cho người ta ăn mà, đúng không? Chứ đâu phải mình lấy: "Ô cô ơi, đây là cái bịch này nó ngon này cô, bây giờ cô vô cái hội của con đi, rồi cô vô cái hội cô đóng chừng 300 đô đi, cái bịch này cô sẽ lấy về cô bán." Ủa sao kỳ vậy, mình bán thì nó bán rồi, sao phải vô cái hội làm chi nữa, ăn tiền là ăn tiền cái hội, thấy không các bạn? Tức là khi mình vô được cái hội đó, nó là cái kim tự tháp đó, cái kim tự tháp nó gì nè đó,
cái người lên 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 cái người trên đầu này là họ ăn hết, em bị người ta dụ hoài rồi, nhưng mà dụ em không được. Tại vì mình thấy cuộc đời này đó, có cái công ty nào nó tốt mà nó dạy cho mình, nó kêu ê bây giờ mày vào công ty tao đi, tao sẽ chỉ cách cho mày kiếm tiền 10.000 đô một tháng. Có thằng nào tốt mà để chỉ mình kiếm tiền không bạn? Chỉ gì mà em cái coi. Thí dụ như bây giờ cái thằng bún bò Huế đi, nó đang ngon. Ê mày vào đây tao chỉ mày cái cách làm bộ bún bò Huế này này, để cho mày buôn bán đắt chúng tao. Có thằng chủ tiệm nào mà nó ngu mà nó chỉ cái cách thức khoa làm bún bò Huế để cho nó bán ngon giống nó không? Không có. Cho nên khi mà ai bán bảo hiểm, ai dụ ngọt mình, ngọt ngào vào mà có đưa cái quyền lợi cho mình đó, là mình phải suy nghĩ là có vấn đề. Chứ đâu phải giống như công ty Apple để cái iPhone đó, cái mình vô mình mua đâu các bạn. Vô mua cái về xài tốt, ok, iPhone tốt. Không. Vũ không à. Những người đầu tiên buôn bán bảo hiểm, họ rèn luyện họ có một cái miệng. Khi mà được cái hợp đồng rồi, thì họ chắc chắn sẽ có phần trăm trong đó. Cho nên cái sự việc của anh Kim Tiểu Long, thì là Kim Tiểu nữa, Kim Tử Long, Kim Tử, chứ Kim Tiểu hoài, trời đất ơi. Kim, cái trường hợp của anh nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đó, cái trường hợp của anh Kim Tử Long này đó là 3 năm đầu cái nhân viên rất là tốt. Thật sự ra chưa chắc gì cái người mà nhân viên của ảnh là bị thôi việc hay là nghỉ việc nữa, mà là cái chiêu trò của cái công ty bảo hiểm, của cái đại lý bảo hiểm đó các bạn, làm bộ đổi người không gọi nữa để cho người ta quên trả tiền, để hủy hợp đồng đó. Nhưng mà ở Mỹ này đó, họ không có phải là gọi nhắc mình trả tiền, mà là mỗi thí dụ như mình trả mỗi tháng, nếu như mình đăng ký vào cái tự động rút tiền trong ngân hàng đó, thì mỗi tháng cho cái ngày đó họ tự rút tiền, còn mình không đăng ký đó thì mỗi tháng mà chúng mình thì theo mình trả theo trường hợp mỗi 6 tháng, mỗi tháng hay là mỗi năm, thì gần tới ngày mà trả tiền chừng một tháng thôi trước khi tới ngày hết hạn trả tiền, tới ngày tới hạn trả tiền thì họ sẽ gỡ một cái thơ về cho mình, gửi một cái bill về cho mình, nó cái bảo hiểm anh sắp sửa hết hạn rồi, anh phải renew, anh phải đóng như vậy đó. Đó, còn ở Việt Nam không gọi, làm sao ai nhớ, ông nội nào nhớ nổi, một năm đóng một lần làm sao mà nhớ, đúng không? Cho nên cái hợp đồng của bảo hiểm mà khi mà mình cẩn thận cái là mình không trả một cái, mình miss một cái, tức là mình thiếu một cái payment thôi đó, là họ sẽ hủy hợp đồng của mình. Và những cái tiền mà mình đã trả qua trong thời gian qua, thí dụ như 3 năm đầu anh Kim Tử Long trả đúng 3 năm, năm thứ tư quên trả, không phải mình không có tiền trả mà mình quên trả, công việc nhiều cũng quên trả, cái xong nó quên trả rồi, bây giờ mình chiếm được 120 mấy triệu. Chiêu trò đó các bạn, cẩn thận những cái chuyện đó. Thì ai mà bị gạt trong cái bảo hiểm đó thì cứ liên lạc qua số phone của em để mình chia sẻ cho cộng đồng mạng biết cái cách để mình né cho những người sau này, kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những người sau này đừng có bị thay theo con đường của mình nữa, đừng có làm giàu cho những người bảo hiểm đó, chơi chiêu trò đó nữa các bạn. Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, họ lừa đảo họ mới giàu, trục lợi từ thiện mới giàu, không lừa đảo không trục lợi lấy gì giàu, đúng không? Cho nên ai mà đã bị bảo hiểm gạt qua cứ liên lạc em nhé. Số điện thoại của em là 657 739 7979. Đó cái mình kêu gọi như thế nào cũng có khán giả nó ơi làm như vậy có chuẩn bị bảo hiểm nó kiện. Ủa lấy gì kiện? Ở Mỹ này á là mình có quyền tự do, mình nói lên cái sự kinh nghiệm mình. Thí dụ bây giờ mình vô cái tiệm này, mình bị cái thằng chủ này hay nhân viên này đem cái đồ ăn rau ra có sâu phải không, cái mình ổng lại mình không được lên tiếng, mình nói à chụp hình lại lên tiếng nói là sự thật cho người ta thấy. Không có sợ. Trở vì bên Mỹ này có một cái website tên là Yelp, tức là ai cái Yelp là có một cái chỗ mà để review những cái tiệm mà mình đi. Thí dụ bây giờ em đi ăn tiệm này, mình vô Yelp mình ghi trời ơi cái tiệm này nhân viên gì đâu á, tôi kêu cái chén cơm mà nó đưa ra chén bún, tôi kêu tô phở mà nó đem ra chén cháo đó. Mình có quyền ghi hết tất cả những cái gì mà mình ý kiến mình vào trong cái website đó. Thì lên mạng cũng vậy, những người đã bị công ty bảo hiểm gạt qua mình cũng có thể lên mạng để mình chia sẻ lại những cái vấn đề đó. Thời đại bây giờ là thời đại mạng xã hội mà các bạn, nhưng đừng có vu khống người ta là được rồi. Thí dụ cái chuyện mà không có mà mình nó có là không có đúng.
ha. Cái gì cũng vậy, cũng làm được hết, cũng làm được hết. Cho nên ai mà bị bảo hiểm gạt qua thì cứ liên lạc em, số điện thoại của em là 657 739 7979. Cứ liên lạc em nhé. Và em sẽ đưa lên trên trên mạng để mà chia sẻ cho cộng đồng mạng biết, cho khán giả của em biết rằng là nó như vậy đó các bạn. Như vậy thì theo các bạn thấy đó, là trong cái sự việc 100 triệu, hơn 100 triệu của anh Kim Tử Long này mà bị mất trong cái hợp đồng của bảo hiểm đó, thì các bạn thấy là lỗi của ai? Thì thực tế ra đó, thì mình theo mình suy nghĩ đó, là công ty bảo hiểm nào cũng muốn được kiếm tiền cả. Cho nên cái hợp đồng mà mình ký đó, tức là mình khi mà mình thiếu đóng một lần thôi, một năm thôi, thì mình sẽ bị hủy hợp đồng. Cho nên những cái chiêu mà lừa gạt của bảo hiểm ở đây đó là mấy năm đầu họ tiếp đãi mình nhiệt tình lắm, rồi cứ làm như vậy mỗi năm như vậy đó, thấy ba bốn năm liên tục họ gọi mình để mình đóng tiền, thì cái thứ năm thứ tư thứ năm thứ sáu gì đó cái họ không gọi, cái nhiều khi mình công việc mình quên, thấy không? Cái này là họ cố tình để mà chúng ta không có đóng. Chứ thực tế ra nếu như mà họ không muốn lừa gạt mình, họ không muốn cho mình hủy hợp đồng đó, thì họ đã cho nhân viên gọi đến mình để mà nhắc anh ơi, tuần sau hay tháng sau gì là cái bảo hiểm của anh hết hạn, anh phải nên đóng nha, nếu anh không đóng là hợp đồng sẽ bị hủy. À đó, những người mà như vậy đó mới là những người coi như là đàng hoàng chút. Còn những người mà đùng cái gọi mình lia lịa mấy năm chờ, cái năm thứ tư thứ năm thứ không đi không gọi để cho mình ý lại, để cho mình tự động mình hủy hợp đồng, tức là mình không đóng mình tự hủy. Đó là chiêu trò lừa đảo đó các bạn. Bây giờ rất là nhiều người dướng vào cái đó. Những cái bảo hiểm mà bên Mỹ này đó, giống như hồi nãy em có nói đó, là họ tự động gỡ thơ về mình, họ nhắc mình tới ngày đòi trả tiền. Cho dù mình thiếu có 25 cent hay là 1 đô gì đó, họ cũng như gỡ thơ về. Mà trong khi đó đó, cái con tem mà gỡ thơ về đó là ít nhất 50 cent, 60 cent một lần gỡ. Nhưng mà trong khi đó họ đòi mình có 25 cent mà họ vẫn gỡ để mà đòi mình, để mà cứ nói mình, nhắc mình mà thiếu. Đó các bạn thấy chưa? Người Mỹ làm ăn như vậy đó các bạn. Còn những công ty bảo hiểm á, là họ cố tình không gọi mình nữa để cho mình không đóng, mình đóng trễ để cho mà cái hợp đồng mình nó bị hủy. Đó là chiêu lừa đảo, và một cách phải nói là rất là tinh vi mà không có ai để ý tới. Cho nên khi mà mua bảo hiểm rồi, mình phải cân nhắc với mình rằng coi cái hợp đồng nó như thế nào. Khi mà lỡ như mình quên trả, hay là tới lúc đó mình không có tiền trả, thì cái hợp đồng của mình có bị hủy hay không. Phải cẩn thận những chuyện đó. Khi mình mua bảo hiểm là mình chắc chắn là mình phải có khả năng để mình mua nha các bạn. Còn những cái bảo hiểm mà mình sợ khi mà mình chết, mình không có tiền để mình làm đám ma, thì mình em chưa mời chú kia nữa, có thể liên lạc em đi để em giới thiệu qua chú kia. Thì cái bảo hiểm này đó là như thế này, là mình sợ mình không có tiền, mình mua cái bảo hiểm mà cái package mà để cho mình thiêu nó có đẩy đi thiêu liền, làm lễ 45 phút giá khác, đẩy đi thiêu liền giá khác, giữ lại một ngày để mà làm lễ giá khác, giữ lại 5 tiếng là giá khác, giữ 2 ngày là giá khác, và 3 ngày là giá khác nhau cả. Nhưng thường thường người ta làm giữ có 2 ngày, không ít có ai làm 3 ngày lắm. Thì chẳng hạn như trường hợp của ba em lúc trước nè. Bảo hiểm của ba em á, là em mới vừa mua. Các bạn biết đó, là em mua của chú Lập. Thì lúc cái chú Lập mà lúc trước có lên kênh của em nói chuyện về bảo hiểm của trong cái vụ của chị Phi Nhung đó các bạn. Thì lúc đó đó là ba em đang bệnh, thì ba em cũng quen biết chú Lập mà. Cho nên chú Lập nói thôi bây giờ mua cái bảo hiểm cho ba đi. Lúc mà còn sống thì mới mua được, chết rồi mua không được các bạn. Lúc còn sống á mình mua, lúc còn khỏe mình còn ấy đó mình mua được trả góp, còn chết rồi mình phải trả hết. Mà lúc đó em không có hỏi cái vụ chết có trả hết hay không đó, em không có hỏi vụ đó. Cái em nói chú nói thôi bây giờ mua đi, một tháng đóng có hình như là mình em mua cái package là hai ngày để xong đẩy đi thiêu đó các bạn, hình như là 7.500 và đóng hình như là 100 mấy một tháng gì đó, cái mình đóng cho 5 năm hay sao đó em quên rồi, em không nhớ rõ. Thì mới vừa đóng sáng sớm mới vừa đóng cái bảo hiểm thôi, đóng tiền bảo hiểm thôi các bạn, chiều ba chết lúc 7:05 tối đó các bạn.
Trời ơi, mới vừa mua bảo hiểm xong chưa trả góp được gì, mới cha đó vừa đóng, mới sáng sớm mới vừa đóng hay buổi chiều chết rồi. Thì lúc đó đó em cũng không biết là mình tưởng đâu là chết rồi, mình vẫn được trả góp mỗi tháng là trăm mấy trăm mấy, không phải cái xong mà tới ra cái xong mà đi đi ra ra nhà hoàng ký hợp đồng đó các bạn, cái giấy tờ đó. Thì cái cô ngoài đó mới nói rằng tại cái bảo hiểm này đó là mình chết rồi á, mình khi mình mất rồi mình phải trả hết đó. Ok thì trả hết 7.500. Rồi 7.500 đó các bạn biết mà dính thêm cái vụ gì nữa không? Vụ thuế, thuế thêm 1.000 mấy nữa hả. 7.500 đóng thuế thêm 1.000 mấy nữa, coi như là tính ra đó là gần 10.000 đồng cho cái thiêu 2 ngày, rồi tính luôn những cái chi phí lặt vặt, chi phí cúng kiến, chi phí đồ ăn, chi phí mà báo đăng báo, rồi chi phí tùm lum hết đó các bạn. Thì cái đám đám cái tang lễ của ba em á là khoảng đâu mười mấy ngàn đó, em không nhớ rõ là mười mấy ngàn, tại em không nhận chấm chấp điếu luôn, mà không nhận chấp điếu luôn các bạn. Lúc đó đó là coi như là em mua bảo cái bảo hiểm mới có đóng được trăm mấy thôi, là bữa bữa sáng đóng, bữa chiều ba chết đó. Thì coi như là cái mà em mà vui vui nhất trong đời của em đó là em được làm cái đám ma cho ba em trọn vẹn, tại vì ba em á chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, thương em lắm. Mình chỉ sợ là lúc ba chết mình không có đủ khả năng để mà mình lo cái đám ma, phải không? Nhưng không ngờ cũng lúc đó đó em cũng làm ra rất là nhiều tiền, rồi lúc đó trả đứt luôn cái tiền đám ma của ba luôn các bạn, lúc đó em trả hơn một mấy ngàn đó. Thì em cũng hãnh diện lắm các bạn, tại vì mình có khả năng mình lo cho ba mình, không xin xỏ ai cả, cũng không có ai giúp, không xin xỏ ai hết. Thì cái đó là cũng như là một cái phần mà ba rất vui là mình đã trưởng thành. Lúc đó thì cách đây cũng đâu 5 năm, bữa sáng đó thì em có vào trong gặp ba, ba còn khỏe, tim ba tốt, có gặp có nói đó bác sĩ tim nói là tim ba hôm nay rất là tốt, tại vì các bạn biết nằm trong bệnh viện mình khi mình bị nhiễm trùng á thì cái tim nó đập mạnh mạnh lắm, thì lúc đó bắt đầu nó xuống xuống còn 80 mấy nhịp đập á, 1 phút là coi như là tốt rồi các bạn, đập 80 mấy nhịp là ok rồi đó, còn mình đập 100 mấy là mình bị có vấn đề, mình bị nhiễm trùng nặng đó. Thì lúc đó bác sĩ mà em có nói chuyện bác sĩ tim nói tốt rồi, bác sĩ phổi cũng vô gặp em cũng thấy thấy tốt như vậy đó. Giờ xong rồi ông nội bác sĩ gia đình nữa thấy ba khỏe xong rồi xin xin để đặt cái ống máu để mà về lấy máu cho dễ, cái gọi là cái catheter hay gì đó các bạn, đặt ngay đây nè để rút máu, lấy rút cho dễ đó các bạn, tại ba lớn tuổi lúc đó ba cũng bệnh khó lấy máu lắm, cho nên xin đặt cái ống, em cũng đồng ý. Thì lúc đó xin đặt ống rồi định qua qua Tết một hai bữa sau mới đặt, thì ổng cũng xin, nếu như ba em bị bệnh bệnh nặng thì ổng đâu dám xin, thì em xin đặt ai nhè đâu. Em cũng đồng ý cho cái xong rồi tối đó khoảng 7:05 cái ba mất, ông bác sĩ đó ông trốn luôn các bạn, ông không dám gọi em, nói không dám gọi để mà chia buồn luôn, mà trong khi đó đó ba em á là bệnh nhân của ông nội bác sĩ đó đó là mười mấy năm chờ, lúc mà bác sĩ đó mà mới vừa ra trường luôn, mới vừa tới bệnh viện luôn là năn nỉ ba em đi tới gặp ba em, năn nỉ coi như là tạo cái lòng tin, giống như bán bảo hiểm nha bạn, tại tạo cái lòng tin nó là ô tôi là bác sĩ tốt này nọ các bạn đó, đi tới tìm ba em khám cho ba em này nọ, rồi nó ơi bây giờ gia nhập cái cho ổng cơ hội để làm bác sĩ gia đình đó, tới năn nỉ mà. Xong rồi ba em thấy cũng bác sĩ trẻ mới ra trường thấy cũng vậy thôi thôi, mình cũng yêu thương, cũng cũng theo ổng cũng hết mười mấy năm đó các bạn. Như vậy mà lúc mà ba em chết á không gọi chia buồn một tiếng, không có một lời nói nào lý do giải thích gì mà tại sao ba chết, chỉ ghi trong cái giấy khai tử rằng đó là cardiac arrest, tức là bị tim chết, có vậy thôi đó, có vậy thôi các bạn, không nói em một tiếng luôn. Tại em không muốn nói tên ông nội bác sĩ này thôi các bạn, ông nội bác sĩ này gian lắm. Dù sao ba cũng chết rồi cho nên em cũng bỏ qua, nên không phải bác sĩ nào cũng tốt đâu các bạn, cho nên giống như cái mấy người mà bán bảo hiểm cũng vậy, giống như bác sĩ mới ra trường cũng vậy, đi năn nỉ người ta đi nói này nói nọ để coi như mình là người tốt, thì mấy người bán bảo hiểm cũng vậy á, ra đưa cho mình mấy cái hợp đồng năn nỉ, ôi trời cái đưa mình những điều kiện hay lắm nha, trời ơi chưa chết hả lấy được tiền ra xài luôn, có cũng có người lấy ra được, nhưng mà tùy theo cái người mà bảo hiểm mình, cái công ty bảo hiểm, thí dụ như mà có 100 bảo hiểm
công ty bảo hiểm trên thị trường cũng phải có ít nhất cũng là 50% là bởi là công ty tốt, công ty uy tín, nhưng mà còn 50% là công ty ma chẳng hạn, công ty lừa đảo chẳng hạn. Cho nên mình không biết được, cái đó cũng là tùy duyên mà các bạn. Cho nên khi mà mình thấy được người quen của mình, hay là mình có mình đọc những cái gieo trên mạng hơn, cái review trên mạng á, thì mình mới biết được cái công ty đó tốt hay xấu, đúng không? Cho nên ai mà một lần nữa, ai mà có bị bảo hiểm gạt qua mà muốn lên mạng mà chia sẻ đó, thì cứ gọi em. Số phone của em là 657 739 7979, 657 739 7979. Trời, số đẹp quá trời đẹp luôn, nhưng mà cuộc đời em nó hết đẹp rồi các bạn. Hết đẹp rồi, cuộc đời mà. Nói chung là cũng cố gắng để mà cho nó tươi đẹp à, các bạn thấy không? Tóc hai ba màu hết rồi, hai màu là tóc múa tiêu. Thấy người ta cũng tuổi cỡ em á, nhưng mà thấy người ta sung sướng à, sướng lắm. Còn cha còn mẹ là vui lắm mà. Nhưng mà em xấu số hơn người ta là không cha không mẹ sớm quá. Lúc 17 tuổi đã bị mất mẹ rồi các bạn. Mẹ đã mất lúc em 17 tuổi rồi. Cho nên những cái tuổi mà mười mấy tuổi đó đó à, là cái tuổi thiếu thốn à, nói chung là không phải thiếu thốn mà tuổi ăn chơi, quậy chơi lắm, đi chơi mà ham vui lắm các bạn. Thì không có để ý tới cha mẹ. Tới khi mà mẹ mất rồi thì mình mới biết rằng cuộc đời này thiếu mẹ khổ lắm ai ơi. Nên các bạn cũng thấy đó, Wendy cũng giỏi, cũng cứng rắn. Mà cứng rắn bên ngoài thôi nha, chứ về nhà cũng khóc như thường, chứ không phải cứng rắn đâu. Cũng chùm cái gói không khóc hu 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 hu. Tại vì thương mẹ đó các bạn, nhớ mẹ đó. Bề ngoài càng cứng rắn. Các bạn thấy đi, những người mà thể hiện cái sự cứng rắn bên ngoài của mình á, mà bên trong mình khóc mà không ai biết á, những người đó mới là người tốt thật sự. Còn hơn là những người lên trên mạng khóc hu 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 mà ở ngoài là lạnh tanh. Lên trên mạng khóc, ở ngoài lạnh tanh, không làm gì cho người ta hết. Cái gì cũng làm bộ giả đờ đó các bạn, biết không? Người ta nói là giả nai đó. Cái đó có đó nha các bạn. Cho nên các bạn hãy cẩn thận. Những cái sự việc trên mạng bây giờ ghê lắm. Cũng như những bảo hiểm cũng vậy, ghê lắm. Phải cẩn thận. Thà là mình bỏ 40 triệu một năm cho bảo hiểm chứ gì. Thà là mình bỏ, thí dụ mình mất, mình biết là 50-50 có thể mình mất đi. Thôi giờ mình lấy 40 triệu nên bỏ ngân hàng, bỏ túi, bỏ ông heo. Cái 3 năm được 100 mấy triệu. Cái mốt con mình bỏ chừng 10 năm là mình được 1.4 tỷ rồi. Thấy không? 1.4 tỷ. Thì cái tiền nó vẫn là tiền của mình. Tuy rằng tiền lời nó không có bao nhiêu hết á, nhưng mà tiền nó vẫn tiền của mình không có mất. Hay là mình bỏ những cái gì mà mình cần xài á, mình không cần thiết để mua đó. Tại vì mình dùng tiền mình để mua những đồ mình không cần thiết, mình lấy cái tiền nó bỏ vô ngân hàng, vẫn là cái tiền đó là tốt. Chuẩn tiền là tiền của mình. Mình rút ra khi mình kẹt tiền, mình rút ra bất cứ lúc nào. Chứ bây giờ mình bỏ vào cái bảo hiểm hay bỏ vào cái gì đó, mình rút ra được không? Nhiều khi phải đóng thuế nữa đó nha các bạn. Chẳng hạn như 401k, rút ra phải đóng thuế và phải bỏ vô lại nữa. Chứ không phải lấy ra cái đó là lấy luôn đâu, phải trả vô lại trong đó nữa. Bất cứ cái gì cũng vậy, mình phải cẩn thận. Cẩn thận, trên đời này bây giờ nó lừa đảo nhiều lắm. Nó lừa đảo từ trên Facebook. Nó hack cái account của người này, người nọ. Rồi nó nhắn tin, rồi nó mượn tiền, rồi nó nói tài khoản của nó bị kẹt cứng gì đó, không có chuyển khoản được. Xong nhờ có vài triệu, 5 triệu, 10 triệu chuyển giùm đi, và ngày mai nó chuyển lại cho. Cái chiêu này đó các bạn, bây giờ nó lừa trên mạng xã hội rất là nhiều. Rất là nhiều người bị gạt, trong đó có gia đình bên vợ em qua cũng bị vụ như đó đó. Con người ta không có tiền, bị mất hết 2 triệu mấy. Cũng cái vụ mà chuyển tiền đó các bạn, không có tiền cũng bị mất hết 2 triệu mấy. Thấy chưa? Cho nên bây giờ cái xứ sở mà nó lừa đảo á, nó lan tràn luôn. Con virus mà lừa đảo á, bây giờ nó lan tràn trên mạng hết. Không biết ai thật ai giả. Nhiều khi trục lỡ nữa, nó làm bộ nó yêu thương cái chỗ này, nó trời ơi chỗ này tội quá, hãy quyên góp chuyển tiền mà gieo giờ tôi này nọ, cuối cùng chỗ đó có nhận không? Không, đâu nhận đâu, khi nào chỗ đó cần tiền tôi mới gỡ. Ủa gì con quy quỷ làm chi vậy? Các bạn thấy không? Nó vô lý. Có nhiều người lừa đảo nhưng mà các bạn nhìn chưa có ra. Từ từ nó cháy nhẹ lò mặt chuột hết à. Từ từ nó đấu đá nhau, chửi nhau, y xèo đổ thừa hết. Nhưng những người đó sẽ bị, nếu như không bị luật pháp trừng trị thì cũng bị luật chờ. Luật chờ đó các bạn, sẽ định cho. Mà thấy cái gì cũng vậy, lừa đảo thiên hạ là dễ chết lắm. Cho nên em á không có trục lợi cho gì hết. Em chỉ làm cái quỹ riêng cho em, đó là Lộc Lê mẹ vắng nhà. Cho nên ai yêu thương thì cứ cho tặng quà cho các bé thôi, thấy không?
cái quỹ đó để em có để số phone đó, ai ai yêu thương gia đình của em, ai yêu thương các bé con của em thì cho quà, giống như quà Tết lì xì các ông bà lì xì thôi. Cái đó chuyện bình thường chứ không phải là mình trục lợi, không phải là mình lừa đảo gì hết. Người ta thấy mình thương, thấy thương mình thì người ta cho, chẳng hạn như ca sĩ hát hay. Người ta đi mua vé, người ta coi, người ta bỏ tiền, người ta đi coi. Ví dụ đi coi Trường Giang 200 đô một vé. Ồ, Trường Giang hay quá, bỏ 200 đô đi coi. Cái giờ người ta coi YouTube của em, trời ơi, Lộc Lê thấy tội quá, hay là Lộc Lê thấy dễ thương quá. Ừ, cô thích xem Lộc Lê, ok, bây giờ cô chuyển gieo cho cô, cho Lộc Lê 100 đô, tặng con ăn bánh, tặng cho mấy đứa nhỏ ăn bánh. Ôi, cái đó chuyện bình thường, coi đó không phải là trục lợi nha các bạn. Nói chung là ai yêu thương cũng một ai yêu thương á, thì họ cứ cứ cho thôi, các bạn thấy không? Chứ không phải là tự nhiên cái mình lên mình lợi dụng cái tên tuổi năm chú tiểu, tên tuổi này nọ, cái mình đi xin tiền rồi đi bán này bán nọ, cuối cùng tiền không đưa, khi nào cần mới đưa. Như vậy thôi bán làm chi cho mệt, lợi dụng thấy rõ luôn mà không ai nhìn ra, rồi dựng lên tên tuổi người này tên tuổi người nọ, toàn là già lừa đảo không à. Năm xưa cũng lừa con vợ của mình, bây giờ đi lừa khán mắc cười quá các bạn. Ok, thì cái sự việc của bảo hiểm á, các bạn nhớ cẩn thận nha, đừng có để cho những người mà mình, tại vì bảo hiểm á là đánh vào lòng tham của mình, họ biết mình bỏ rất ít tiền, mình cần số tiền lớn, ai cũng vậy, nó đánh vào lòng tham con người mà các bạn. Ví dụ như bây giờ anh bỏ ra 40 triệu, tự nhiên 10 năm sau anh được 400 triệu, khoái khoái. Hồi xưa, cách đây cũng không biết bây giờ hiện tại còn hay không, cách đây cũng hơn 10 năm, có một cái website, có một cái công ty họ kêu mình đầu tư vô 10 ngàn trong họ, 10 bỏ 10 ngàn vào trong đó, rồi sau đó mỗi tháng họ gỡ tiền lãi cho mình mấy trăm đô hay là 1 ngàn gì đó, thì trong vòng 10 năm mình sẽ có được số tiền vậy đó các bạn. Có cái công ty đó luôn nha các bạn, họ lấy cái tiền của mình họ đi đầu tư cái chỗ khác, mà lỡ như họ thất bại một cái, họ khai phá sản, mình mất trọn 10 ngàn như chơi. Cho nên cái gì cũng vậy, phải nên cẩn thận, khi mà ai đem lợi tới cho mình thì mình phải cẩn thận. Chứ giống như là cổ phiếu vậy, hôm nay nó bán 1 đô mình vô mình mua, ngày mai lên 2 đô, ok bán liền, mình lời được 1 đô, mua 1 đô bán 2 đô lời 1 đô rồi. Cái người ta thấy cổ phiếu đang lên, ô bây giờ nó đang lên thôi chờ một chút nữa đi, chờ đó đi, cái xong người ta tự nghe cái 10 ngày sau nó xuống lại còn 20 sen, lỗ mất hết 80 sen, thấy chưa? Mình cái gì cũng vậy, đánh vào lòng tham con người là chiến thắng thôi. Cho nên hãy cẩn thận những cái chuyện đó nha các bạn, nhất là những vụ bảo hiểm và những người mà trục lợi từ thiện và những người mà hay nói ngọt ngào. Các bạn cứ để ý đi, người quân tử thì họ không bao giờ mà nói ngọt cả. Những kẻ nói ngọt là những kẻ gian xảo. Để tại sao họ nói ngọt? Tại họ muốn dụ mình để mà trúng bẫy của họ, họ mới ngọt ngào. Chẳng hạn như bây giờ cái anh này muốn đi cua cái cô này đi, cho nó trời ơi em đẹp quá, anh ước gì anh có một người bạn giống như em, nói ngọt dù cái tóc em thơm đi nghe qua em thơm, cái da em trắng trẻo này nọ đó các bạn, khen cái xong rồi cặp được con người ta, vớt con người ta qua ngàn sao đạp, thấy chưa? Con người mình thích nghe ngọt, người ta nói là ngọt mật chết ruồi gì đó các bạn, là chết chắc. Cẩn thận những cái chuyện đó, cẩn thận những người ngọt và cẩn thận luôn những người mà hay chửi đàn bà. Đàn ông không bao giờ chửi đàn bà, các bạn cẩn thận nha. Thì em chỉ nói như vậy thôi. Hôm nay là ngày thứ 5, thì bên Việt Nam là ngày thứ 6. Em cũng xin chúc các bạn một ngày thứ 6 bên Việt Nam thật là đồng ấm bên gia đình của mình, và một ngày thứ 5 ở bên Mỹ hạnh phúc và an lành nhé. Sắp sửa hết tuần Spring Break rồi, con mấy đứa nhỏ sắp sửa đi học lại rồi, thì ngoài đường nó sẽ bận rộn lại. Thôi em xin chấm dứt cái video tại đây, và em xin chúc các bạn một ngày thật là đồng ấm bên gia đình và hạnh phúc bên gia đình nhé. Nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký, nhớ bấm like bấm share, và đặc biệt nhất là bình luận cho em biết luôn nha. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai, bye bye.